Giá vàng hôm nay ngày 26 tháng 1 năm 2024 trên thị trường thế giới đi ngang do nhà đầu tư thận trọng, giá xăng dầu quốc tế tiếp tục đà tăng từ hai phiên trước, còn giá USD thế giới có xu hướng hồi phục. Cụ thể ra sao, các bạn cùng theo dõi tiếp video nhé! Chốt phiên giao dịch ngày 25 tháng 1, giá vàng miếng 9.999 của SJC tại thành phố Hồ Chí Minh được niêm yết ở mức 74 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và 76,5 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra. Giá vàng miếng 4 số 9 của SJC được niêm yết tại Hà Nội ở chiều mua vào ở mức 74 triệu đồng mỗi lượng và bán ra là 76,52 triệu đồng mỗi lượng. Trong khi giá vàng miếng SJC giao dịch tại Doji tại Hà Nội kết phiên ngày 25 tháng 1 được niêm yết ở mức 73,95 triệu đồng mỗi lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra là 76,45 triệu đồng lượng. Giá vàng quốc tế giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 21 giờ 43 phút ngày 25 tháng 1 giờ Việt Nam ở mức 2023,4 đô la một ounce. Còn giá vàng giao tháng 4 năm 2024 trên sàn COMEX New York ở mức 2040,7 đô la mỗi ounce. Giá vàng hôm nay ngày 26 tháng 1 trên thị trường quốc tế đi ngang do nhà đầu tư thận trọng trước bối cảnh Mỹ sắp công bố dữ liệu kinh tế quan trọng. Dù vậy, vàng vẫn được dự báo tăng giá. Bạn thấy giá vàng hôm nay như thế nào? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết nhé! Bên cạnh sự biến động của giá vàng thì tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ được Ngân hàng Nhà nước công bố ngày 25 tháng 1 ở mức 24.031 đồng mỗi đô, tăng 1 đồng so với phiên trước đó. Giá USD tại các ngân hàng thương mại ngày 25 tháng 1 ít biến động, được niêm yết cuối phiên quanh mức 24.400 đến 24.770 đồng USD, mua vào, bán ra. Giá xăng dầu hôm nay ngày 26 tháng 1 trên thị trường quốc tế tiếp tục đà tăng từ hai phiên trước, hướng mốc 81 đô la mỗi thùng. Giá dầu tăng cao do nhận được hàng loạt yếu tố hỗ trợ như tồn kho dầu của Mỹ giảm nhiều hơn dự kiến, sản lượng dầu thô của Mỹ sụt giảm, biện pháp kích thích kinh tế của Trung Quốc, căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông và đồng USD yếu. Ở thị trường trong nước, giá xăng E5 tăng 760 đồng một lít, giá bán là 22.170 đồng mỗi lít. Giá xăng RON95 tăng 920 đồng một lít, giá bán tăng lên 23.400 đồng mỗi lít. Giá dầu diesel tăng 180 đồng một lít, giá bán lẻ là 20.370 đồng một lít. Còn giá dầu hỏa tăng 10 đồng một lít, giá bán là 20.540 đồng mỗi lít. Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục xu hướng đi ngang. Theo đó, giá lúa IG504 ở mức 9.000 đến 9.200 đồng mỗi kg, lúa Đài Thơm 8 duy trì quanh mốc 9.600 đến 9.800 đồng mỗi kg, OM18 ở mức 9.600 đến 9.800 đồng mỗi kg, OM5451 ở mức 9.0 đến 9.400 đồng mỗi kg, nàng hoa 9 duy trì ổn định ở mức 9.400 đến 9.600 đồng mỗi kg. Tại các kho gạo chợ tại An Cư, Cái Bè, Tiền Giang, giá gạo nguyên liệu OM18, Đài Thơm 8 ở mức 14.100 đến 14.200 đồng mỗi kg. Gạo nguyên liệu OM5451 giao động quanh mức 13.700 đến 13.800 đồng mỗi kg. ST24 ở mức 18.500 đến 18.700 đồng mỗi kg. Bạn thấy giá cả thị trường hôm nay như thế nào? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết. Và đừng quên nhấn like, share và ấn subscribe kênh để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường tài chính, bất động sản nhé! Thời gian tới, Cà Phê Lên TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà Phê Lên TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa.